Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một dự án có tên là Shipman. Mình sẽ ăn chia tổng giải thưởng đó là 560.000 token Shipman nè bạn. Thì trong dự án này nó sẽ random cho 10.000 winner may mắn nha bạn. Mỗi một winner sẽ nhận được 56 đô token Shipman nha bạn. Thì để tham gia game này các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình làm tag chatbot nè. Hơi nhiều đó, nhiệm vụ hơi nhiều đó các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên bấm follow Twitter nè các bạn. Rồi dự án mình đã theo dõi rồi các bạn. Để mình bạn nào chưa theo dõi thì theo dõi nha các bạn. Sau đó like fanpage nữa nè. Dự án này mình có làm chưa? Sao mà follow rồi ta? Rồi chắc chưa các bạn. Rồi mình thích Facebook nữa nha các bạn. Sau đó thì các bạn tự quyết với hashtag này các bạn. Để tan ba người bạn thì bên đây tự quyết nữa các bạn. Các bạn like này các bạn, các bạn chụp dẫn như tự quyết này các bạn. Các bạn dán hashtag và tan ba người bạn mình vào nha các bạn. Hashtag thì các bạn copy từ đây này các bạn. Trời ơi, sao mà sao chép nó không được ta. Rồi, các bạn nhớ hashtag vào không? Rồi, bạn tweet lên nè. Rồi, sau đó thì các bạn follow kênh partner đó nè các bạn. Discord mình làm sao nha các bạn. Rồi, mình đã follow rồi các bạn. Follow kênh thứ hai của nó nè. Rồi, các bạn tweet nha các bạn. Airdrop này nó sẽ end vào ngày 6 tháng 3 hả ta? Rồi, các bạn chỉ dẫn người ta quýt gì đi các bạn. Rồi, các bạn tự quýt lại nha các bạn. Rồi, sau đó thì mình join tiếp kênh channel đó nè. Subscribe kênh YouTube nè. Rồi, bạn đăng ký đi nha các bạn. Mà mình đăng ký rồi, join những group nè. Mà mình lại tiếp tục join kênh group. Rồi, các bạn bấm nút chat nha các bạn. Rồi, bấm join này drop. Rồi bấm chờ submit đi tên nha các bạn. Rồi bấm done nha các bạn. Rồi tiếp tục submit blue file từ Twitter mình nè. Sau đó Twitter nhập anh Mata nhé, một hồ sơ nữa các bạn nhấp vào anh cùng nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sao chép liên kết gửi lại cho bot. Rồi sau đó các bạn like fanpage nó gửi đường link vào đầu file Facebook mình nha các bạn. Trên Facebook của bạn thích luôn đi bạn. Rồi các bạn nhập nhận avatar mình nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba cánh cùng nè các bạn. Rồi bạn sao chép liên kết cho cái nhân gửi cho bot nè. Rồi sau đó thì các bạn cho anh chào Discord gửi là username Discord mình nè. Rồi trên Discord các bạn chấp nhận là mời nha các bạn. Discord bạn bấm vào Việt Nam nha bạn. Các bạn chat câu nha bạn. Rồi, các bạn copy lưu xin em này cho mình chỗ này nha các bạn. Để cho bot. Tiếp tục các bạn submit địa chỉ mình bị sao mát trên bet 20 trên chocolate nha các bạn. Hoặc là địa chỉ em thác của mình nha các bạn. Rồi sau đó các bạn join vào kênh channel nó bạn. Rồi sẽ bấm don. Sau đó các bạn submit link tweet nè. Để các bạn tweet bài nào các bạn. Hãy lúc vô. Rồi thì bạn mở Twitter mình ra nha các bạn. Rồi các bạn chia sẻ các bài tweet nè các bạn. Nhớ ta có hashtag và tag ba người bạn nha các bạn.
Rồi sau đó sell last VNAME, submit username channel link nha bạn. Thì bạn mở kênh YouTube mình ra nè. Bạn mata nhấp vào kênh của bạn nè. Nhấp bạn anh cùng nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sao chép liên kết lại cho bot nè. Sau đó các bạn sao chép gấp Nisa kênh 1, kênh 2, kênh 3 nha bạn. Còn bị end thôi. Full này thôi. Rồi bạn bấm done. Bấm bàn nó sẽ đi chết số cầm kiếm được nha bạn. Ok, mình đã nhận được 56 token Xman. Rồi vậy các bạn nhớ lên ghép chia sẻ cho bè những cái thằng kiếm token nha các bạn. Những video mình đây em kết thúc, mình chào tạm biệt bạn, hẹn tất cả các bạn những video tiếp theo từ mình nhé.